Kính thưa cô bác anh chị, thì ở trên màn hình của GoFood đây là hình ảnh của hai cháu gái song sinh trên 20 ngày tuổi. Thì những cái hình ảnh và cũng như là những cái thông tin đây là GoFood biết được thông qua là ba của hai cháu, đó là anh Đức. Anh Đức ngồi ở đối diện của GoFood đây. Thì ngoài cái bệnh tình của hai cháu đó thì anh Đức anh có chia sẻ là bị giãn não và lại bệnh tim và một số vấn đề khác. Thì anh cách đây khoảng 2 ngày anh Đức có liên hệ với kênh GoFood để nhờ GoFood ghi lại những cái hình ảnh ảnh muốn, những cái tâm tư nguyện vọng của anh nói về cái bệnh tình của hai đứa con của anh, để mong mọi người có những cái kinh nghiệm có thể tư vấn cho anh để anh có thể giải quyết một cách tốt nhất. Thì bây giờ thì GoFood sẽ nhường lại cho anh Đức. Thì bây giờ như vậy nha anh Đức, thì em cũng xin nói lại như thế này, thì cũng nói chuyện của anh em mình ngày hôm nay với lại ghi hình ngày hôm nay thì anh có đồng ý không? Đồng ý. Anh có đồng ý ha, tại vì anh có liên hệ với tụi em ha. Đầu tiên thì anh cho em với mọi người biết là hiện tại là bây giờ anh đang sinh sống là ở đâu? Em đang ở quận Bình Tân. Con của anh là hai cháu gái, hiện tại là trên 20 ngày tuổi. Bác sĩ chẩn đoán là hai cháu hiện tại là trong đó là đang bị bệnh gì cụ thể? Hai bé, một bé là bị lỗ ở tim. Dạ. Kết quả là lỗ bầu dục của tim với lại là hở động mạch chủ. Rồi cái việc giãn não là khác nữa. Giãn não là bé nặng, bé kia thì nặng hơn. Dạ. Hai cháu sinh đôi. Cái việc mà anh nói là hai cháu là biết bệnh là từ khi còn ở trong bụng mẹ. Đúng rồi. Dạ. Rồi sau khi mà sanh là sanh ở bệnh viện Hùng Vương này luôn. Thì sau khi sanh là đã phát hiện rồi hay là như thế nào? Bác sĩ phát hiện hay là nhằm gia đình của mình là... Gia đình yêu cầu thì là bác sĩ ở dưới khoa nhi mới kiểm tra mới biết. Cái bệnh đó là bệnh trong người của cháu hay là nó ở ngoài mình có nhìn vô mình thấy không? Ở siêu âm nhìn thấy chứ. Là bị ở trong trong người mới à. Đúng rồi, lúc mà sanh, lúc mà trước khi sanh á là siêu âm mẹ trước khi mổ á đó là đã biết. Dạ. Biết bị não cái tim. Tính tới cái thời điểm này là biết bệnh của cháu là bao nhiêu ngày rồi? Khoảng 14 ngày là... Sanh xong khoảng chừng 10 ngày xong rồi mình mới yêu cầu bác sĩ kiểm tra sức khỏe của hai cháu. Tại vì gia đình đã biết là hai cháu bị đau từ khi còn trong bụng mẹ. Đúng rồi. Rồi sau cũng ở đây luôn, cũng xét nghiệm ở Hùng Vương luôn. Hùng Vương luôn. Thì sau khi mà xét nghiệm thì bác sĩ ra kết luận như thế nào và cái hướng điều trị như thế nào? Sau khi siêu âm thì bác sĩ ra kết luận là một bé là bị tim. Đó là như em đã nói anh đó. Dạ. Còn một bé kia là vừa bị tim mà vừa bị phổi đó, rồi vừa bị não. Dạ. Là não là giãn não thấp, một bên là 12 ly với một bên là 11 ly rưỡi. Rồi bác sĩ nói là cái hướng điều trị như thế nào? Hướng điều trị của bé nhẹ thì là vẫn là còn thở oxy là lúc đó. Dạ. Còn bé nặng thì là để gia đình ra hai quyết định. Một là ngưng bé, là rút máy, là đưa bé về. Còn hai là vẫn để như vậy, đó, vẫn để bé tiếp tục. Nhưng mà khả năng là chữa trị nó không cao. Rồi gia đình có đồng ý, gia đình đồng ý là cái hướng điều trị ở đây? Gia đình chỉ đồng ý theo cái hướng là để bé, chứ không có ngưng. Tại vì bé nhìn bên ngoài là bé vẫn còn khỏe. Dạ. Với em tìm hiểu về cái bệnh đó thì là bên một số bệnh viện là cũng nói là cái bệnh não đó là chỉ trong trong cái khả năng là từ nhẹ cho tới trung bình chứ không đến nỗi nặng. Không có nguy hiểm tí. Không nguy hiểm. Dạ. Là hai cháu luôn ha. Một cháu thôi là bên cái dạ, não dạ. Là cháu nặng thôi. Dạ. Rồi hiện tại tới thời điểm hiện tại là bây giờ sức khỏe như thế nào mà anh? Dạ, anh liên hệ. Tới thời điểm hiện tại thì bác sĩ vẫn nói là bé nặng, là không có tiến triển, không hơn cũng không kém. Dạ. Cho nên là em mới không biết cái phương hướng là như thế nào.
nên mới liên hệ tới em. Dạ đúng rồi, liên hệ để mà tìm nhờ cộng đồng là coi có bác sĩ hay là bệnh viện nào mà có hướng điều trị. Dạ. Vậy giúp đỡ. Dạ. Cũng xin đính chính với tất cả mọi người như thế này. Đây là cái clip để giúp cho anh Đức có những cái kiến thức cũng như là một cái là một cái hướng để mà cho hai con ảnh chữa trị một cách tốt nhất, chứ không phải là đây là hoàn cảnh khó khăn. Đúng anh, anh không có nhận tiền gì hết, anh chỉ mong mọi người có những kiến thức hay là biết đồ như thế nào đó thì có thể liên hệ với anh để mà giúp anh. Dạ. Từ khi mà hai cháu còn ở trong bụng mẹ đó là thường thường đi khám thai hoặc là theo dõi sức khỏe của bà mẹ là ở bệnh viện nào hay là ở địa phương? Ở bệnh viện Hùng Vương một thời gian, rồi có tháng cuối là của bác sĩ của Hùng Vương luôn, đối diện với Hùng Vương này. Có nghĩa là cũng Hùng Vương hết luôn. Dạ. Dạ. Nhưng mà cái người mà cái lúc mà mẹ bầu phát hiện là hai cháu bị đau ở trong người đó là một cái bác sĩ khác, khi mà sanh thì một bác sĩ khác để mà phụ trách. Kết quả cuối cùng trước khi sanh là cũng là kết quả của bệnh viện Hùng Vương luôn, của khoa sản. Dạ. Thì lý do em liên hệ với các anh là tìm nhờ mọi người đó, nếu mà có biết được ở bệnh viện nào hay là bác sĩ nào mà có cái phương hướng điều trị cho con em cho tốt, thì em trước tiên là em xin tri ân, rồi là em tìm đến những cái phương pháp đó. Dạ. Yeah. Anh có nói rõ một chút giùm em nên tại sao mà không có qua được bên bệnh viện khi Nhi đồng. Yeah. Hoặc là các bệnh viện khác. Yeah. Đó là do là cái nguyên do ở trong bệnh viện như thế nào thì em không biết. Nhưng mà khi em xin hội chẩn của bệnh viện Nhi đồng một lần, lần thứ hai là hội chẩn về phương hướng điều trị. Đó. Thì cái tờ đơn em xin là em có tờ đơn, xong bác sĩ mới đưa lên cấp trên, thì bữa hôm sau bác sĩ mới báo là không được đó. Không biết là bệnh Nhi đồng có nhận hay không mà đưa đi, cho nên là bây giờ Hùng Vương là để giữ lại là chỉ để theo dõi thôi, chứ ở bệnh viện Hùng Vương là không có khoa điều trị đó, mà cũng không chuyển đi luôn. Anh yêu cầu bao nhiêu lần rồi, rồi viết đơn mấy lần rồi? Em yêu cầu thì nhiều đó, mà viết đơn chỉ có một lần thôi. Yêu cầu bác sĩ phụ trách. Đúng rồi. Những cái giấy mà khai sinh với lại những cái gì liên quan tới hai cháu thì bây giờ anh còn giữ được bao nhiêu đây? Có giấy ra viện của mẹ để chứng thực là mẹ là trong cái ca đó, đây là bỏ đi sớm ở Tân Thạnh. Dạ. Là bệnh viện Hùng Vương có đăng lên đó. Ủa hiện tại là bây giờ ai đang chăm sóc hai cháu trong đó? Ở phòng cách ly anh. Có nghĩa là cũng có người ở trong đó hay là có người thân anh trong đó không? Dạ, không luôn. Không có người nào trong đó người thân hả? Bác sĩ chăm sóc, phòng cách ly. Vậy là kể cả anh vô cũng không có được luôn. Dạ. Em vô là chỉ theo giờ thăm thôi, một ngày chỉ thăm được một lần. Chỉ đứng ở ngoài nhìn vô thôi. Dạ, đứng gần bên bé luôn á. Dạ. Nhưng mà chỉ được một lần chứ không có được thăm nuôi. Ở địa chỉ của mình là ấp Đá Biên, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Vào viện lúc là 21 giờ ngày 18 tháng 7. Ra viện là 11 giờ 10 phút ngày 24 tháng 7. Là sanh là vợ anh là nằm trong đó 6 ngày. 4 ngày. 4 ngày hả? Đúng rồi, 6 ngày. Đây để là 18 ra là 24. Đúng rồi. 6 ngày. Chuẩn đoán nè là hậu phẫu mổ sanh ngày 4 ổn, ngày 4 ổn hả? Song thai 32 tuần 5 ngày là có nghĩa là con anh là sanh non thiếu ngày là bao nhiêu ngày? Thiếu ngày, 32 tuần 5 ngày là thường là trung bình khoảng 40 tuần á, là thiếu khoảng 8 tuần, thiếu 8 tuần là 2 tháng. Ở đây là để là hẹn là ngày 27 tháng 7 năm 2020 sẽ cắt chỉ tại y tế địa phương. Cắt chỉ là cắt rúng hả? Cắt cái gì? Cắt cái chỉ mổ á. Cắt cái chỉ mổ của mẹ. À, này là của mẹ. Là cắt rồi đó. Cắt ở địa phương luôn hả? Cái này là của mẹ thôi.
Mẹ giờ xin lỗi, vợ anh là bây giờ sức khỏe là tốt rồi đúng không? Ổn định. Cái này là sao anh giải thích giùm em? Cái này là kết quả siêu âm tim của bé thứ nhất. Dạ. Yeah. Là bỏ đi sớm một. Bé thứ nhất là hai bé là anh đặt là ai là chị, ai là em? Bé nhất này là chị. Này. Bé nhất là bé chị. Bé nhất là yếu. À, chuẩn đoán là tồn tại lỗ bầu dục cao áp phổi. Cái này thì em đọc cho mọi người nghe đồ ấy thôi, chứ thật ra em cũng không biết như thế nào. Ví dụ một chút anh đưa cái hình đó, anh chỉ giùm em thì em biết chứ. Mọi người theo mình, GoFood sẽ ghi rõ đây nè, để cho mọi người xem như thế nào nha. Đây là bé sao phải không? Đây là bé sao để là tồn tại lỗ bầu dục hở van. Cho em coi lại bé đầu. Cũng tồn tại lỗ bầu dục nhưng mà cái này là cao áp phổi. Mà nó nặng hơn bé em. Này hở van, động mạch chủ. Tồn tại lỗ bầu dục hở van, động mạch chủ. À, chỗ này là những cái thông tin nè nha. Mình ghi rõ ra để cho mọi người xem lại nữa nha. Ở đây là chị nè. Đó là kết quả ban đầu đó. Còn cái này là kết quả hồi sáng đây. Dạ. Ủa, bao lâu là có kết quả một lần? Khi nào em yêu cầu thì là bác sĩ mới chỉ định. Tại vì là cái này là ngoài khả năng của bác sĩ. Không, bác sĩ không có bằng chứng để mà đưa chỉ định đi kiểm tra não với tim. Đó thì em yêu cầu thì bác sĩ mới cho đi. Anh yêu cầu mấy lần rồi? Em yêu cầu kiểm tra não với tim khoảng 2-3 lần rồi đó. Đó, anh mở cho em xem. Cái này là ai viết đây? Ai anh? Bệnh viện mới viết cho em hôm qua. Đó, anh đọc giùm em sao viết chữ nhìn em. Ca bệnh Võ Thị Sớm 1 với 2 nè. Địa chỉ ấp Đá Biên, Kiến Bình, Tân Thạnh, Long An. Nhập viện ngày 20 tháng 7. Định bệnh non tháng, bệnh màng trong, nhiễm trùng sơ sinh, dạng não thất, xuất huyết não, độ 3. Có viêm ruột nữa nè. Viêm ruột. Là thêm viêm ruột là mới nữa. Dạ, thêm viêm ruột với lại xuất huyết não độ 3. Hai cái này là mới biết hôm qua. Mấy bữa trước là không có. Bữa nay là có thêm cái này. Có thể là cái này anh có nghĩ là nó biến chứng qua không? Nó biến chứng qua xuất huyết não với lại viêm ruột không ta? Không, không, cái đó em không rành, tại vì là em cũng không có chuyên môn bên y tế đó. Dạ. Dạ. Từ khi hai con của anh bệnh tới giờ đó, anh đã liên hệ bao nhiêu cái bệnh viện rồi? Rồi anh liên hệ ở những đâu rồi? Để mà biết những cái thông tin thêm về con của anh. Em liên hệ là bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, là giám đốc bệnh viện Từ Dũ cũ. Đó, hiện giờ bác là chủ nhiệm hội sinh sản vô nội tiết sinh sản của anh, với lại là liên hệ ở trên trực tiếp với lại Facebook của hội của bác Trương Hữu Khanh, hiện nay là đang là trưởng khoa thần kinh nhi của bệnh viện Nhi Đồng 1. Yeah. Còn những bài báo mà em liên hệ ở trên mạng đó thì em chưa có gặp được trực tiếp, thì là những bài báo đó là của bên hội của bác Phượng với là bài báo của bệnh viện VMAX. Anh nói là con của anh đã, nếu mà cái hình ảnh của con của anh là search ở trên Google là có luôn hả? Đúng rồi. Không, hình ảnh của con em thì là không có, nhưng mà về cái bệnh, cái ca song sinh của con em là search Google có. Đó, hiếm nhất của bệnh viện Hùng Vương hiện nay. À, và Hùng Vương cũng nói là có khả năng là ca này là gần như là hiếm của Việt Nam luôn, và là ca đầu tiên của Hùng Vương. Dạ. Hiện nay là một số báo trên Google là mình lên Google search là search chữ gì là ca song sinh xoắn rốn.
song sinh sắn rốn là ra ra, ra hình ảnh của hai đúng. Con của anh đúng ra hình ảnh luôn, hoặc là trên trang web chính thức của Bệnh viện Hùng Vương. Dạ yeah. Là có. Nhưng mà hồi nãy anh có nói với em là anh hỏi ở đâu hay là anh xem ở đâu, hoặc là ai tư vấn nói là nếu mà điều trị một cái cách khác hay là như thế nào đó thì cái tỷ lệ của hai cháu nó khả quan là cao, là anh nói ở đâu? Em tìm ở trên mạng. Mà không phải sai, không phải em nói sai, là em chỉ nói cái đó là sau này bác sĩ sanh đó. Với lại lúc mà trước khi sanh em nói thì bác sĩ không tin, bác sĩ vẫn vô thuốc. Vô thuốc gì? Thuốc là thuốc cầm thai lại á, mà thuốc đó nó lại có tác dụng phụ. Có nghĩa là anh từ khi là ở trong còn bụng mẹ là anh đã cảnh báo rồi, anh cảnh báo rồi, anh nói là còn cái này là họ đi theo hướng của họ. Đúng rồi. Lúc em yêu cầu để ngưng thuốc á thì là có nhân viên y tế, là cái cô điều dưỡng hay là cô hậu sinh vậy đó, nói là cái này phải yêu cầu, phải là chỉ định của bác sĩ. Chứ như là nói như là em không phải là chuyên môn á, cho nên nói là mấy cổ không tin, cổ vẫn cứ vậy, cổ mua thuốc. Để cho là từ ngày nhập viện cho tới ngày sanh đó, là mẹ bầu là ói liên tục, không uống nước. Em yêu cầu truyền dịch cũng không cho truyền dịch luôn. Những cái giấy mà lúc mẹ bầu còn mà để là chứng thực là hai cháu nó phát hiện ở trong bụng á, là anh còn giữ không? Không cho đem ra ngoài. Em lên khoa sinh sản yêu cầu chích lục lại á, thì là không cho. Và có thông tin là em nghe được là tài liệu này là tài liệu bán toàn phần, là tài liệu mật. Ủa cái hiện tại là cái Hùng Vương là có nhiều khu vực á, là con của anh là nằm ở khu vực nào? Ở cổng chánh, cổng nằm ở đường Hồng Bàng. Đúng rồi, đường Hồng Bàng. Khoa sơ sinh lầu 2 khu A. Đây là chiếc xe của anh Đức nè, à, mọi người. Và mọi người biết cái này là cái gì không? Hồi nãy anh nói á, là anh cũng có nghĩ những cái trường hợp xấu nhất cho con của anh, nên là anh cũng có chuẩn bị tâm lý và chuẩn bị những cái vật dụng cho con của anh. Thì anh sẽ chia sẻ thêm với mọi người. Những cái đồ mà anh nói là anh chuẩn bị tâm lý á, anh cho em xem được không? Là nói tới đây cái ảnh khóc rồi nè mọi người. Đồ này là đồ chuẩn bị cho con học, con mặc chứ? Hai đứa. Còn cái đồ là anh chuẩn bị đâu là anh cho em xem ơi. Đây thì là đồ này là mặc để luôn nè, được nè. Tốt hay xấu gì cũng được. Nói chung là gia đình đã có chuẩn bị từ khi mà còn ở trong bụng mẹ rồi đúng không? Đúng rồi. Cái này là để cho bé khỏe, là của Hùng Vương đưa. Còn cái giỏ này? Giỏ đó là đồ của em. À. Hồi nãy anh nói là anh... Nếu mà tình huống xấu nhất nãy anh nói cho em là cái cách gì nãy anh nói đó? Là bác sĩ kêu tình huống xấu là bé nó không có tự khỏe được. Chứ là không phải là ấy, nghĩa là bây giờ bé mà muốn khỏe là chỉ nhờ có ơn trên thôi. Cái đó nếu như mà xấu thì là em cũng chuẩn bị là để những cái phương hướng là đưa bé đi về quê đó, nghĩa là em đặt đá ướp bé đó để đưa về thôi, rồi ướp để làm những cái nghi thức như là em bên tôn giáo mà. Đó. Nghĩa nói chung là rồi em ướp rồi em đưa về Bình Hưng Hòa thiêu luôn. Đó là những dự tính của mình. Nhưng mà cái đó là những dự tính của mình. Dạ, thôi nhưng mà em cũng xấu. Em nói anh thế này nha, thì em cũng nghe điện thoại đi. Thì em cũng nói như thế này thì cái đó là dự tính của mình thôi, nhưng mà em nghĩ là em cũng không có mong cái điều đó xảy ra. Đúng rồi. Hay anh Đức. Rồi anh Đức GoFood xin trải bài cho mọi người về cái nỗi niềm của anh Đức ngày hôm nay. Anh muốn là tất nhiên là cái việc mà xui rủi như vậy ở đến với gia đình mình á thì không ai muốn được, nhưng mà đã có rồi thì mình cũng phải chấp nhận. Nhưng mà anh có muốn là anh phải mọi việc nó phải đúng đắn, phải sáng tỏ, phải phải
đúng rồi, thỏa lòng của mình mới được, đúng không anh? Chứ mà ấp úng mở mở như thế nào thì mình là tất cả cái phương hướng điều trị đó là theo quy trình của Bộ Y tế hết. Tại vì có một số cái là bây giờ em không nhắc tới là do là em là chỉ muốn mục đích bây giờ em tìm bên GoFood để nhờ mọi người đó, là tìm được cái phương hướng hoặc là bệnh viện nào hoặc bác sĩ nào điều trị được, hoặc là ai đã có kinh nghiệm đúng như rồi, thế nào đã rồi, trải qua như thế nào dạ, thì liên hệ với anh ha. Rồi, trước mắt là anh đọc cái số điện thoại của anh đi, đọc kỹ nha. Điện thoại em là 08 555 99 636. Nhớ là giữ điện thoại trong người với lại sạc pin rồi đó, có gì thì mọi người giúp anh thì gọi điện ha. Thì xin nhắc lại là cái này là không phải là em lên để em xin về vấn đề hỗ trợ kinh tế khó khăn hay gì, không phải. Em chỉ là tìm cái nơi nào, bác sĩ nào, cơ quan hay tổ chức nào hay cá nhân nào mà có cái phương hướng điều trị tốt. Thì trước tiên là em xin cảm ơn là để em tìm tới cơ quan đó, tới bệnh viện đó. Trước mắt thì chưa biết như thế nào, nhưng mà em với lại mọi người sẽ động viên tinh thần cho anh chị ha. Cảm ơn. Cho em hỏi thêm chút xíu về công việc của anh nha anh Đức. Là anh làm hiện tại là đang làm nghề gì? Em làm thuê cho ông anh làm sửa điện motor. Dạ, làm ở Bình Tân luôn hả? Anh chắc là lớn hơn em chừng vài tuổi gì, anh hôm nay khoảng như 35 không? Đúng rồi, cái đó em sinh năm 86. 86, 34. Anh nói là anh có còn một đứa con đầu, là dạ, trai hay gái? Trai anh. Hai đứa sau là hai đứa gái. Đầu tiên là nếu mà vợ mà có bầu đó là hay tin là song thai là chắc cũng là mừng dữ lắm đúng không? Hai đứa gái luôn, mừng dữ lắm. Thứ nhất là mừng, mà thứ hai nữa là khi mà biết được song thai ở mấy tuần đầu á, là song thai là một nhau một mối, thì lúc đó là nguy cơ sợ hai bé bị dính. Đó là đầu tiên, là trước tiên là phải sợ dính. Thế nên em cũng tìm hiểu từ những tuần đầu đó, thì cũng ráng đợi cho tới lúc mà có kết quả siêu âm lại là hai đứa nó tách ra đó, thì mừng là được cái nó tách đó. Rồi từ tháng thứ hai trở đi là nó có nhiều cái nguy cơ về tiểu đường ha, nguy cơ về dễ bị sinh non đó, là do là một nhau một ối, nghĩa là nó cùng một vỏ. Em thấy anh có kiến thức rất là nhiều nha, về việc mà trẻ em rồi bệnh rồi đó. Thì từ khi mà là hai cháu phát hiện bệnh tới giờ là anh tìm hiểu, tìm tòi mấy cái kiến thức đó hả? Dạ. Mà nói chung là mình chỉ được vui được có khoảng thời gian chừng ngắn thôi, là mình phải lo lắng về cái việc mà hai cháu sợ nó dính rồi này nọ ha. Đúng rồi, là chỉ tới trước ngày sanh khoảng là 2 ngày thôi. Nghĩa là buổi chiều em chỉ là đưa đi khám định kỳ thôi. Nhưng mà thấy nói là bé nó tim nó không ổn đó, rồi em mới để cho nhập viện đó. Thì tới lúc nhập viện thì nó có nhiều vấn đề xảy ra, cho nên là buộc phải là sinh non. Chứ chưa có dấu hiệu sanh. Phải có dấu hiệu sanh là chẳng hạn như tử cung nở ra đó, từ 4 phân trở lên thì mới bắt đầu là sinh non. Hai cháu là đặt tên là tên gì? Em định đặt tên là một cháu là Hồng, một cháu là Ân, là như là Hồng Ân á. Định thôi, là có nghĩa là từ hồi sanh tới giờ là lo lắng trong cái việc mà bệnh tình của hai con. Đúng mình nên là không có nghĩ gì hết. Dạ. Bởi vì em hỏi anh sao anh mới suy nghĩ đó. Dạ. Là định trong đầu thôi. Đúng rồi, là định đó, là em định từ tháng đầu luôn rồi đó. Dạ. Đó. Là từ lúc mà biết là song thai là em song thai mà trường hợp hiếm á. Em đã suy nghĩ là đặt tên đó rồi. Nếu như hai cháu này mà mạnh khỏe như những cái cháu bình thường á, là gia đình mình là có 5 thành viên, nhưng mà nó hơi cực nhọc cho anh chút xíu, tại vì anh là trụ cột chính của gia đình. Tuy là cực nhọc nhưng mà thấy vui đúng không? Không, đúng rồi, là cực nhọc vui, nhưng em chấp nhận là cực khổ. Dạ. Yeah. Cho nên là em mới nhờ tới mọi người để tìm cho em cái cách mà chữa trị. Bất kể ví dụ em khổ cỡ nào, khổ là vì con, mà đã biết là con đã sinh ra trong một cái trường hợp là khác người, nên là em phải làm bất kể kể cả gì.
khác người cỡ nào là cũng phải làm cho con thôi. Dạ. Hỏi hết tất cả gì là em cũng chấp nhận, miễn sao là con được. Còn gia đình anh thì sao? Vợ anh rồi bên nội bên ngoại thì đồng ý kiến với anh hả? Dạ, từ vợ, từ sanh tới giờ. Dạ vợ thì em vẫn giấu một cái là giấu gì? Giấu vợ cái chuyện là bác sĩ nói là muốn ngưng hay là đó. Tại vì là em sợ là chưa, sợ là những mẹ mới sanh á đó, đó là bị gọi là gì, trầm cảm sau sinh đó. Dạ đó. Đúng rồi. Đó, nếu như vừa sanh xong mà thấy thấy con mà nghe chồng nói và bác sĩ kêu hiểu là rồi, là giữ hay là để thì đương nhiên sẽ bị trầm cảm liền. Hiện giờ là vợ anh là có bị vấn đề đó không? À không, là em vẫn còn giấu cái đó. Còn nhưng mà sau khi lỡ em đăng lên như thế này thì vợ anh lỡ nó có xem thì sao? Không, chuyện đó tại vì đến nước này rồi thì bây giờ cho dù việc làm, cho dù em có làm những cái chuyện gì đi chăng nữa thì em vẫn chấp nhận, miễn sao là cứu được con là được. Như thế này nha, thì có thể là vài ngày tới nữa hoặc là ngày mai ngày mốt thì em sẽ đăng lên, thì anh cũng phải chuẩn bị trước để cách nói chuyện với vợ anh nha. Dạ đúng rồi. Chứ em không có mong muốn là nhiều khi rồi vợ anh xem lên hoặc là gia đình bên nội bên ngoại xem lên rồi đưa cho vợ anh xem thì nó cũng không hay mấy cho em, đối với em. Tại vì nhiều khi người ta nói là trừ chính bản thân em khi mà đăng lên như vậy thì đúng rồi, vợ anh buồn. Dạ bên WooFood đăng lên là em nói chung là em chấp nhận hết đó, là em chấp nhận đưa thông tin về bên hai đứa đó. Còn vấn đề vợ em có biết hay không là cái đó chỉ riêng một mình vợ em chưa biết rồi. Yeah. Gia đình em biết hết rồi đó. Gia đình em cũng biết là trường hợp này là ca này ca hiếm là từ tháng thứ tư rồi, chứ không phải sanh xong Hùng Vương đăng lên là mới biết hiếm. Hai vợ chồng là hiện là đã có nhà ở Sài Gòn chưa hay là ở nhà trọ? Lên trên đây lập nghiệp bao lâu rồi? Em lên đây 10 năm rồi. Dạ. Khó khăn cũng hơi cố. Dạ. Tháng này em đâu có làm gì đâu. Anh đọc lại cái số điện thoại của anh một lần nữa đi. 08 555 99636. Đây là số điện thoại của anh Đức. Và nếu mà mọi người có thể muốn gặp trực tiếp anh Đức thì có thể liên hệ số điện thoại hoặc là tới bệnh viện, ai ở gần khu vực bệnh viện Hùng Vương gặp được anh. Rồi với cái mong muốn, em nói lại nha, với cái mong muốn của anh là ngày hôm nay mong mọi người có kinh nghiệm hoặc là có chút kiến thức thì về cái bệnh tình con anh, hoặc là một cái hướng xử lý tốt nhất thì liên hệ đến anh giúp cho anh, đúng không anh Đức? Các bệnh viện rồi đó, này nọ các thứ. Thì trước khi kết thúc clip ở đây thì GoFood xin chia sẻ một chút xíu đến với mọi người. Thì hôm nay về những cái điều mà anh Đức muốn chia sẻ thì đã chia sẻ trên kênh GoFood, trò chuyện với mọi người. Thì riêng kênh GoFood chia sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn, thì song song đó thì chia sẻ những cái câu chuyện xung quanh cuộc sống của chúng ta. Nếu như mọi người xem cái clip ngày hôm nay có những cái điều gì có thể chưa nói hoặc là muốn nói tiếng nói chung thì hãy liên hệ trực tiếp với kênh GoFood qua số điện thoại đó là 0988601669. Thì GoFood sẽ tranh thủ thời gian để đến với mọi người. Bây giờ chắc đã dành thời gian để cho anh Đức ảnh vô trong bệnh viện để mà ảnh có thể là ảnh thăm con ảnh. Thì GoFood xin kết thúc clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.